ngon quá. Nó mình mua về mình kho khô tiêu. Mình khứa ra nha. Cá lóc mình mua, đi chợ mình mua con cá lóc thấy ngon quá mình mua con về ăn cái mình kho khô tiêu. Giờ bắt đầu cái mình khứa ra nha. Cái dạo bé quá trời cả nhà ơi. Xương. Rồi. À, giờ mình sắc thành như cả nhà, sắc cái mình ướp, mình để đây, cái lát cái mình kho rồi cái mình tiêu rồi vô, ớt, tiêu. Cháy thắng nước màu nè, cái nó vàng đỏ mình để vô rồi. Rồi giờ rắc lửa lên mình thắng nước màu mình để cá vô nha cả nhà. Cá này kho tiêu nha. Để cá vô nha cả nhà, thắng bà tới rồi đó. Để vô cái mình ướp luôn.
có nào phải không? Làm đi. Rồi cả nhà ơi, là cá chín rồi nha. Dần gắt vậy đó. Hành lên. Nhưng mình để miếng tiêu. Bây giờ mình ăn tiêu ít á, mình để ít vô đi. Gấp ra nha cả nhà. Gắt thêm miếng tiêu nữa cho nó ngon. Rồi. Cái lóc kho tiêu đã xong rồi nghe cả nhà.